Hi, hello tất cả mọi người đến kênh Thanh Nhã TV nha mọi người. Thì mình là Dẹo Lõ đây. Thì hồi sáng này anh em mình cũng có một show đi Múa Lân á mọi người, cũng có quay bên kênh Thanh Nhã Vlog đó mọi người. Thì giờ cũng gần 5 giờ chiều rồi mọi người. Mà giờ đi ngủ hết rồi. Giờ này 5 giờ chiều mà ngủ còn ngủ đó mọi người. Thì mình cũng chắc đi kêu mấy anh lớn hết vậy. Nhưng mà mình kêu bằng biển cách hét để mình ra mình ngủ mình lấy mình cái tên 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 ê nấy nấy ngủ vậy nấy mà đâu vậy mà đâu ngủ quá vậy ấy mình đuối đuối thôi dạ mất trời đè ấy mất trời đè cầm máy quay chi vậy không có nào gì quay phim cái phim gì thằng bán giấy xú cái phim là thằng thằng em thường không anh nói chứ tao tao mày thấy anh Nhã đồ ngủ trống không ngủ mà ngủ trống chứ đâu giờ này ngủ mặt trời đè giờ tao tao mày trống kêu Nhã vậy không anh đang ngủ đông rồi không bật máy lạnh mát lên mà nực chết gì tao mày vô trống kêu anh vậy không gì mày nhớ là lúc nhà cũ không sao đang ngủ mà bật cái lo lên đó ừ giờ tao tao mày chơi cái này hay hơn nữa chơi sao cõi cõi chống chống kìa kêu kêu vậy hả ờ cõi chống chống kìa đem chống vô phòng đánh hả ừ ai lớn cãi đến giờ này chiều rồi mình đánh hay chịu đánh không sao chứ đánh làm cái đánh lộn đánh sao luôn lộn lộn hàng sớm bán dốt người ta ghét mình luôn một cái ngu đánh ít thôi tại chắc người ta cũng hiểu mình đi Múa Lân hồi sáng thấy cũng thấy mình chuyển đồn mà đi Múa Lân vậy đây đâu cũng má đánh sùm quậy vậy ta hay gì lớn ta biết mình tập sao là mau lộn trên đấy đào đi để mình đi vô đặt cái quay cái nha mọi người đợi mình xíu nha khiến chống vô đi nít đi khiến chống vô đi nói lại có quay thôi dây tôi mày thế nào cái chức đi ba tao chạy ra tao kêu mày rồi mày hãy khiên vô nha nãy giờ Múa Lân gì vậy nằm kìa nằm la lết hết trơn cái mọi người để mình đặt cốc quay cái nha chó thì cũng hên
biết cụ tay luôn trời. Má, đừng cái gì tới không mà. A few moments later. A few moments later. Sự lươn lẹo. Nó đặt người đi gần trước đi nha. Nó không suy nghĩ gì đâu ra đi giờ chỗ sáng nó lúc 5 giờ mấy nó gầu con ngủ chưa. Mẹ nó. Chứ vậy thấy có lòng tốt kêu cái gì? Ờ, đi ngoài đang kêu mày kêu mà mày kêu. Có mày ngủ là kêu mày dậy kêu này nha. Vấn đề gì sao mà. Mày kêu nhỏ nhẹ từ từ không được cái gì.
Tướng chơi sao không hả? Kêu vậy thôi, kêu này phải kêu tập thể anh em vậy. À chứ phải kêu từng người. Kêu từng người lâu lắm nó còn nhớ. Kêu này làm cái này là cái xèn một cái là lên rồi. Gì vậy đụng này đi. Đi má giỡn hoài. Đi đâu vậy? Đi trời. Chú Huyền muốn chạy, muốn chạy. Đánh cho tất. Đúng chưa? Con ngủ đi. Rồi nó đi ngủ cắt đèn. Rồi đánh chưa? Vậy nha. Lắp cửa ngủ miếng. Ừ, ngủ hoài. Mày đi mấy người. Mày yêu cái 5 giờ, ngủ 6 giờ đi. 6 giờ đi. Ủa, nó làm gì ai? Chạy đi. Chạy đi chạy. Mày làm sao? Mày làm sao? Mày nhét mày vô giấu rồi quýnh cái mày ngang đó. Nhét xong vừa đó. Rồi tướng chạy gì nữa. Nó chạy đó. Nó cho ác lửa tay chứ nó mèo vậy. Thằng dậy đi. Ủa mày dậy luôn. Ủa làm gì tức? Phá cửa. A few moments later. Hỏi mày làm gì vậy? Hát ra lên.
chuyện ngu có gì nữa. Ở đây ngủ rồi chuyện mình không bay mất lại sao? Dẹp luôn đi. Nè, tự về đâu, tự dẹp luôn đi cháu. Cái mấy quen ta để nãy giờ để không có mặt má lên đâu mà nói gì trời. Thấy rồi, cậu chị. Đu mặt má lên đâu? Má đúng, đúng gì không nạn cái chơi này. Mấy quen ở xe bị chung sùn. Chung sùn gì? Chứ mà có ai mặt má quay lên đâu? Lên bài đầu với ai? Nhìn mặt nó đầu vụ rồi. Ừ, nghe hơi lắm rồi. Hả? Mày đi rồi. Ở đây. Ở điếc nhè, cứ dở chiều rồi, biết không? Điếc lắm, đi sâu quýnh ta. Rồi, rồi. Mẹ. Má quá. Kinh luôn. Cái gì? Phải là chỉ thẳng luôn. Không chơi rồi. Hợp 31, hợp test xíu đi. Quá tiền luôn. Thì thôi mọi người, mình cũng xin kết thúc video đây nha mọi người. Video này chỉ là tụi mình với Dậu kêu vậy thôi. Không có gì mà hay với mọi người. Chó này ngủ ở trên, nó đi sợ. Sao ạ? À? Mẹ, chị đã thừa tao nữa. Chị đã thừa rồi vậy? Hỏi ma đi, hỏi ma anh nãy giờ làm. Ai làm? Dậu làm á. Má thằng ngon. Anh ba nói Dậu làm. Không có mẹ. Nè, nói với mọi người rồi. Đây, anh cầm anh chuột lỗi vậy. Thì mọi, mình cũng nói mọi người đúng không? Mình có lòng tốt kêu nhã vậy mà. Không có. Có cũng kêu vậy luôn. Không dẹo à, hay dẹo nhảy dán trống luôn á. Dẹo đây là củ tàu. Rồi. Nãy dẹo nãy nó bày đầu nó ngủ á. À, sao hai bay chơi cái kiểu gì mà. Mẹ con mặt chơi giờ đây ngủ bịp mà chơi đè. Không, thì giờ tối rồi, dậy tắm rửa ngủ đi. Mừ. Mày mẹ mày kêu nhẹ nhẹ không rồi vậy quýnh đi ở bao phòng bảy dế đâu quýnh đi sợ kêu vậy chứ nhanh á. Ừ chứ hết là nguyên đám cũng hết mọi người chứ vậy đó. Tụi mày nói cái gì đó nhã kêu cầm giùm mới khùng cái gì á nè. Biết đâu đi ngủ đi. Thôi xin chút cái đẹp này mấy người nói mày đẹp này 200 lên mình đi bye bye.